Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mà mình ra video nha. Thì tập ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đi tìm thêm những em Legendary, cũng như là nếu mà đủ thời gian thì mình sẽ đi đánh những cái hội quán để mà lấy thêm những cái huy hiệu nữa nha các bạn. Hiện tại thì mình đang ở tại cái vùng sa mạc nè. Hy vọng là cái em Legendary Raiden nó sẽ xuất hiện. Chờ mãi mà không có thấy nó xuất hiện gì cả các bạn ơi. Có thể thì tập hôm nay mình sẽ đi xuống địa ngục nha các bạn ơi. Rồi mình về nhà để mình đi qua cái vùng địa ngục coi. Ồ, địa ngục cũng có Legendary nữa các bạn ơi. Ai da, cái cửa này sao không cho tôi đi hết vậy? Xuống địa ngục thôi nha các bạn ơi. Ok, xịn sò ngay. Wow, ủa sao vừa xuống địa ngục mình được cái tấm red play vậy ta? Rồi để mình cất lại luôn các bạn ạ. Chưa gì mới vô đã gặp được cái em Sanlajit rồi nè. Sanlajit. Hai robot nó nha các bạn. Wow, mình học được cái skill double iron base. Rồi nó cũng khá là xịn sò đó. Chắc mình sẽ thay cái skill thunder shock này luôn nha các bạn. Rồi, hay thế nha. Mình đang ở độ cao là 67 nè. Chúng ta mà xuống thấp một xíu á là có thể gặp được những em legend khác nữa đó. Xuống dưới độ cao 50 á, chúng ta sẽ có cơ hội gặp được hit trend nha các bạn. Và gần những cái lava nữa. Rồi, để mình bay xuống coi. Wow. Những cái vùng địa ngục này á thì mình cũng chưa khám phá nhiều nữa. Hồ dưới đây gần lava nè. Đây, hình như mình gặp một cái hồ lava thì phải. Ui, đúng rồi các bạn à. Đó, phải là một cái hồ lava bự như thế này thì nó mới thông ra bên ngoài được nha các bạn. Chỉnh chờ rồi đó. Mình sẽ dùng em Lucia này để mà bay đi nha. Ui, nhưng mà chỗ này nó quá chật cho Lucia. Mình đào một cái chỗ rộng hơn cái đã. Đi bộ xuống anh em ơi. Dưới đây cũng có boss nữa. Xịn vậy. Rồi đây nè. Wow, xịn sò nha. Có mấy em Poniac nè. Wow. Để mình sẽ tiếp tục mở map về cái phần ở bên dưới nha các bạn. Tại vì cái phần này nó rất là gần lava luôn. Wow, gần lava này thì nó rất là dễ xuất hiện những em Legendary á các bạn ơi. Ui, chỗ này bay nó nguy hiểm vậy. Rớt xuống dưới là xong đó. Ui, đừng. Chui lên bạn ơi. Đây, chui lên được rồi nè. Wow, kinh khủng. Lava không à. Để mình coi hiện tại là mấy giờ rồi nha. Ôi, hiện tại là lúc tối các bạn ơi. Và khi ở dưới địa ngục á thì chúng ta không có thể sử dụng giường. Ôi, và cuối cùng em Legendary Hit Trend cũng đã xuất hiện rồi nè. Ôi, và nó ở đâu vậy? Ôi, nó ở trên đây nè các bạn ơi. Wow, xịn sò liền. Ngon chứ các bạn. Ôi, còn gì bằng nữa. Đây, mình sẽ cho Caesar ra trận nha. Hit Trend nó đây các bạn à. Wow, mình biết ngay mà. Con này thì sẽ xuất hiện tại vùng địa ngục. Và trong tất cả các thời gian luôn. Xịn chưa? Hit trend các bạn ơi. Mình sẽ spawn whip đó nha. Đó, dùng chiêu này để mà. Ui, rồi thôi xong. Ui, nó mạnh vãi chưởng ạ. Ui, thôi xong tôi rồi. Chiêu này bắt bằng cái gì đây ta? Mình sẽ thử vô một quả Whipborn nha các bạn. Whipborn. Con này nó có hệ lửa nên nó đánh con Caesar của mình như con vậy á. Xong tôi rồi. Mình sẽ dùng quả tiếp theo là Heavyborn nha. Tại vì con này cũng nằm trong Pokemon có cân nặng đó các bạn ơi. Hy vọng là thành công. Ui, mình tưởng thành công rồi các bạn à. Thấy nó lâu lâu nhưng mà chưa phải. Mình sẽ tiếp tục dùng Heavy Ball luôn nha.
Ồ, có công mài sắt có ngày nên kim mà. Phải cố lên mới được các bạn à. Ui chưa được luôn nè. Mình hồi máu cho cái con Lugia cái đã. Dùng Recover nè. Đó, hồi lại máu ngay. Ui nó bút cái gì đó. Tiếp tục dùng cái quả Heavy Ball luôn nha. Wow. Không uổng công chờ đợi. Heavy Ball. Không được rồi. Ba quả rồi các bạn à. Mình sẽ dùng thêm hai quả nữa đi. Nếu mà không được nữa thì chúng ta sẽ chuyển qua cái quả Tamer Ball nha. Cũng chưa được luôn. Ui, rớt Lugia của mình xuống lava rồi. Ui, rớt xuống lava luôn hả? Ui, bị cháy rồi kìa các bạn à. Ui, thôi xong tôi rồi. Tiếp tục dùng cái quả Heavy Ball thứ 5 đi nha. Quả thứ 5 không được nữa thì chúng ta sẽ chuyển qua quả khác thôi. Rồi, đúng là không được rồi. Cái trên này có bị cháy không vậy? Ui, nó rớt xuống đất các bạn à. Lugia của mình thì nó rớt xuống lava. Ui, hai con nó nằm ở dưới kìa. Rồi, mình sẽ tiếp tục dùng cái quả khác. Đó chính là Tamer Ball đi. Tamer Ball. Ui, không được rồi nè. Để mình hồi máu lại cái đã. Máu ít quá à. Hay là mình chuyển qua một cái mon khác ta. Chuyển qua Nigroma thử đi. Đó. Ui, nó đánh Nigroma đau quá vậy. Wow, các bạn có thể để ý là cái hiệu ứng skill của nó là một cái vòng lửa gì đó rất là đẹp luôn. Đây, Tamer Ball. Lâu lắm rồi mới có cảm giác bắt lại huyền thoại đó các bạn ơi. Ui, các bạn thấy nè, cái vòng lửa đẹp vậy. Tamer Ball tiếp tục. Mới 3 quả thôi các bạn ơi. Cái này phải xài từ 11 quả trở lên á thì cái hiệu ứng của nó mới gọi là tối tân nhất đó. Tiếp tục là Tamer Ball nha. Tamer Ball tiếp tục. Ủa nãy giờ là sắp còn 20 quả rồi. Có vẻ bắt khá là khó đó. Mình chuyển sang hoài vã Heavy Ball nữa đi. Rồi mình sẽ quay lại với Tamer Ball sau nha. Heavy Ball. Ui, chưa được. Tiếp tục là Heavy Ball. Wow, hình như nó hết mấy cái chiêu gây sát thương rồi đó các bạn à. Không thấy nó đánh mất máu Virizion của mình nữa. Tưởng thành công rồi chứ. Thấy nó lắc lắc hơi lâu đó các bạn. Em hit trend này thì cũng nằm trong mấy Pokemon có cân nặng rất là lớn á. Nên chúng ta có thể dùng Heavy Ball để mà bắt được nha. Còn cái chuyện bắt là tùy vào nhân phẩm của mỗi người thôi. Như mình nè, mình xài quá chừng luôn. Ui, yes. Cuối cùng cũng bắt được ẻm rồi các bạn ơi. Hit trend đã thuộc về tay chúng ta rồi đó. Đây. Và khi Legendary hoặc là các Pokemon huyền ảo xuất hiện á thì nó sẽ có cái dòng thông báo như thế này nha các bạn. Đó. Chúng ta sẽ thấy được một cái dòng thông báo như thế này. Tức là không có hack chích ra được nữa nha. Rồi để mình xuống đây mình kiểm tra coi. Wow. Em hit trend của chúng ta. Xịn vậy. Ui nó không có trang này hả? À đây nè các bạn. Hit trend nè. Wow. Rất là trâu luôn ha. Công nhận bắt khó thiệt sự luôn á. Ôi mình có thể cưỡi hit trend được nè các bạn ơi. Để mình coi thử coi. Nó mang hệ thép cũng như là hệ lửa và các cái chiêu mà nó đang sử dụng rất là đau luôn nè. À chiêu hồi nãy là magma tôm. Wow, bão magma. cộng speed và kích thước là huge. Ui con này quá xịn sò luôn. Wow nhìn nè các bạn ơi, hit trend. Đã chưa. Uầy xịn thế nha. Wow đó ngon lành canh đào liền. Úi trời, chúng ta hiện tại đã có được 775 em Pokemon rồi nè. Wow, thế là còn 34 em nữa thôi là mình sẽ full được rồi.
vẫn 95% Pokédex thôi các bạn ạ. Ok, mình sẽ cất em Heatran này vô nha, để ngày nào đó thì mình sẽ luyện cấp cho nó sau. Trước mắt là lôi cái con Melmetal đó cái đã. Chúng ta đè nút ship đi trên đây á thì nó sẽ không bị sao hết nha. Còn thả nút ship ra thì nó sẽ bị gây sát thương đó. Đè ship thì bình thường các bạn ơi. Khá là hay. Ui, lại một em boss xuất hiện nữa. Đây là Sapply. Wow, nó đang bị cháy. Mình sẽ giải thoát nó. Bị cháy hả? Ui, chết rồi, cháy lan qua cái con Nigroma luôn rồi. Trời, chơi dại rồi. À, mình quên mất. Cái con Sapply này nó mang cái hệ bóng tối, nên mình xài hệ tâm linh không có đánh được các bạn à. Để mình chuyển qua Lunala vậy. Wow, con này đánh Lunala gì đâu vậy. Hai Rubum mình à. Ui, có vẻ như là không xin nha nó rồi. Mình sẽ chuyển qua con khác đi nha. Virizion. Mình sẽ xài cái Sacrisaur này nha các bạn. Ui, không được rồi. Xài thử chiêu Leap Blade này đi. Đây là lưỡi đao lá hả? Wow, khấu có một xíu máu thôi. Cloakum bắt thử đi. Ôi, vẫn không được luôn. Genesect, mình sẽ xài Signal Beam thử. Ồ, Signal Beam cũng gây nhiều sát thương chứ bộ. Là một phát Signal Beam nữa nè. Wow, gây khá là nhiều sát thương đó. Flood Cannon, chết queo luôn và nó cho mình một cái viên Ray Candy nè. Cầm với... Ui, đây là Millennium Z nha các bạn. Đá Z của con Mew á. Wow, hay bộ. Ui, và Lunala của mình vẫn chưa lên cấp luôn. Sao không chịu lên cấp hết vậy? Chắc mình sẽ xuống mình đánh em Cheldu này đi ha. Cheldu. Ui, mém tí là ngủm củ tỏi rồi. Trời, nó dụ mình xuống đây các bạn à. Đây, Nigroma của mình lại bị cháy. Wow, thế là Lunala đã lên cấp rồi nè các bạn ơi. Ôi, cái chỗ này như là một cái hang thì phải. Nó nhốt mình ở trong đây nữa rồi. Mình có đi ra ngoài được không? Xuống dưới đây gặp được con Duskull. Cũng hay, cũng xịn sò đó. À, chúng ta đi lên được rồi nè. Hên quá. Ôi, em này, mày đứng trong đây chi vậy? Để mình đẩy nó ra các bạn à. Đứng thấy nó cháy tội nó quá. Ok, sẵn tiền thì mình cũng sẽ cho em Lunala này lên cấp luôn nha. Cho lên 3 cấp luôn. Nói chung là mau chóng luyện cấp. Cho nó lên level 100 luôn các bạn ơi. Sẵn tiền mình sẽ hợp thể, mình sẽ không tách nó ra nữa. Lunala cấp 93 rồi nè. Và đây là thông số của nó. Ôi, mình không có cộng chỉ số máu nhưng mà sao nó cao quá vậy? À, đúng rồi. Hình như là nhờ vào chỉ số IV nè các bạn ơi. 31 luôn. 31 là maximum rồi đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi trở về nhà thôi nha. À, có được một em huyền thoại là quá ngon rồi. Ok, thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi sưu tầm cho đủ các cái loại huy hiệu của hội quán hệ đất này nha các bạn. Đây chính là hội quán hệ đất nè. Đó, thì các tập rất lâu về trước rồi mình đã có đánh hội quán hệ đất một lần rồi. Và lần này thì chúng ta sẽ kiểm tra coi nó đã cho mình cái loại huy hiệu nào nha các bạn. Thì hội quán hệ đất á, nó sẽ có hai cái loại huy hiệu. Đó chính là Earth Pet và Wet Pet. Huy hiệu đất và huy hiệu động đất. Cũng hay. Để mình coi. Ôi, hình như đây thì phải. Đây là Wet Pet rồi các bạn ơi. Chúng ta chỉ thiếu cái Earth Pet thôi. Ồ, Earth Pet có hình một cái lá hả? Wow. Rồi, để mình sẽ cất cái Pet cây màu đỏ này vô nha. Cái hộp đựng huy hiệu màu đỏ cất vô. Rồi mình sẽ bỏ cái Wet Pet này vào cái hộp đựng huy hiệu màu trắng này nha. Đó, đây một em. Wow, xịn sò hen. Còn thiếu một cái nữa thôi các bạn ơi. Để mình kiểm tra coi hội quán này nó có cái loại huy hiệu nào nào. Ồ, đây là Wet Pet luôn. Cái này mình đã có rồi. Chúng mình sẽ xóa cái tọa độ này đi. Remove nó đi các bạn ơi. Lại kiếm tiếp một cái hội quán hệ đất khác nha.
Ôi gần đây có một cái hội quán hài đất nữa nè, cũng hay. Ô vào đây rồi các bạn ơi, đây chính là cái earthbed mà chúng ta đã tìm bấy lâu nè. Sẵn tiện thì mình sẽ đi vô mình thách đấu hội quán này luôn nha. Wow, đã nhen. Thì đến hội quán này á, mình cầm ba hệ, đó chính là hệ cỏ, hệ nước cũng như là hệ băng nha các bạn. Chắc mình sẽ cho Reninja lên trước đi. Và mình cũng có cầm thêm cái em Nigroma này theo nữa. Wow, vừa lên mà chúng ta đã gặp không phải là cái ông giới thiệu nữa, đây là một trainer luôn đó các bạn, Nidoqun. Wow, lâu lắm rồi mới gặp lại con này nè, Water Shuriken. Ôi nửa cây máu à. Ôi thôi xong, thôi xong mày nè con, ngậm củ tỏi. Wow, chết tôi rồi. Cái con Greninja của mình còn có 20 máu thôi bạn ơi. Kèo này coi bộ hơi căng nè. Hy vọng không sao các bạn à. Hydro Voltage. Ôi chết quẹo nó luôn. Xịn sò hen. Chúng ta sẽ qua bên đây và đấu thêm cái ông này nữa. Ủa ông này mình đã đấu rồi hả? Ui. Tức ra hồi nãy mình lỡ gặp cái ông này thôi. Chứ thực ra ông này là ông giới thiệu thôi các bạn ơi. Trời ơi. Tôi tưởng hội quán này không có người giới thiệu chứ. Rồi lại đấu với mấy ông này tiếp thôi các bạn à. Ủa lần này chúng ta gặp con Flygon nè. Flygon. Ủa không chết nó. Thôi xong, không chết nó thì chết mình là cái chắc rồi. Mình sẽ chuyển qua Manaphy nha. Một trong những em legend Dory đầu tiên mình có nè. Wow, Manaphy, hoàng tử biển cả. Chết quẹo luôn, Flygon nè. Mình sẽ dùng chiêu à không, mình sẽ đổi qua bộ môn khác đi. Đổi qua con gì giờ? Articuno, Pokemon hệ băng nha các bạn. Wow, nó không có tác dụng với Articuno của mình. Chết mày rồi. Lizard. Các bạn nhìn thấy nó đẹp chưa? Lizard cái nữa. Ui không được rồi. Lizard lại nè các bạn. Ui không có tác dụng với nó rồi. Thôi xong tôi. Chúng mình sẽ chuyển qua Ashes đi. Con này hệ đất với hệ nước hả? Ashes của mình đem chính là Ashes hệ lá nha các bạn. Thôi xong mày luôn. Chết queo Swampert. À con Whiscas hả? Whiscas cũng chết queo luôn. Tiếp theo là ông trainer này nha các bạn. Wow, ông có con Torterra nè. Đây là con rùa cây hả? Ui hay vậy. Chết rồi. Kèo này có bộ toang. Để mình trước mình nó thử. Ui vẫn gây được khá là nhiều sát thương nè. Chắc không sao đâu hen. Trước mình phát nữa. Ồ, gặp được con gì đây? Đây là Mammoth Wild nha các bạn. Wow. Đây là tiến hóa cấp cuối của con Bilosh Wild luôn đó. Cũng chết quẹo luôn. Xịn xò rồi nha. Rồi, bữa nay gặp Kem Rúp hả? Ui, thôi xong tôi. Hai Bơ Bim nè. Ôi, đánh mình đau quá các bạn ơi. Moon Gis Beam. Chết quẹo. Wow, hên quá. Chúng ta đã xong được cái tầng 1 rồi. Bây giờ để mình lên trên nha. Thì nó sẽ có một cái cầu thang để chúng ta lên trên. Ủa đâu rồi? Hình như đi đường này mới đúng nữa các bạn. Đó. Đây là cầu thang để mà lên tầng 2 nha. Lên nào. Wow. Vừa lên tầng 2 chúng ta đã gặp được cái ông này rồi nè. Wow, Pilot Wild. Đây là cấp 2 của con Mammoth Wild hồi nãy đó các bạn. Để mình xài thử Hydro Voltage nha. Chết queo nó luôn. Vẫn là Pilot Wild. Lì vãi. Lì với chúng tôi nè. Wow, đánh gãi ngứa hả? Gãi ngứa nè. Wow, Raiden luôn. Raiden nè. Wow, đóng băng rồi. Úi, nó vừa phá đóng băng của mình hả? Gì ghê vậy? Cho mày chết queo luôn đi. Wow, các bạn có để không? Nó mình vừa đóng băng nó mà. Vãi chưởng hả? Wormadam nè. Chết luôn. Để mình sẽ cho con Nidorama ra nha. Ôi,
đỡ Oni Roma mới được các bạn ơi. Wow, hôm nay ông đổi với ông anh khác rồi. Mình sẽ cho Oni Roma trụ mấy hiệp để mà sử dụng cái revive này cho mấy một cái mon của mình. Một mình của mình nó bị xỉu hết rồi. Hy vọng không sao. Hên quá các bạn ơi, không sao. Chúng ta sẽ tiếp tục dùng cho Ashes nha. Ông này ông có hai con Laiga, ông đổi qua đổi lại hoài à. Rồi lần này thì chúng ta sẽ ra tay thôi nè. Moon Gate Spin. Oh, trời ơi. Cho lên Ultra Necroma liền. Con này siêu to luôn. Nhìn nó kìa. Quá khủng khiếp các bạn à. Laiga này hả? Lydas Pendercase. Chết queo Laiga luôn. À con này vẫn còn sống các bạn ơi. Tao tưởng mày ngất xỉu rồi chứ. Rồi thế là chúng ta cũng đã dọn xong tầng 2 rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi xuống tầng 3 nha các bạn. Cho Manaphy ra đầu đi. Đó chúng ta sẽ đi theo cái hướng mũi tên này nè. Ôi. Và chúng ta đã bị sụp xuống hả? Thôi nó có mấy cái slam block ở đây nữa các bạn ơi. Ồ cũng hay chứ ha. Thách đấu với ông này lựu quân Flygon. Flygon nè. Ui chưa chết các bạn ạ. Wow nó cẩu của mình nửa cây máu luôn đó. Kinh khủng. Waterbun. Ui không chết được nó rồi. Ui hên quá. Mình cũng chưa chết luôn. Chết quẹo một em. Wow Nidoking các bạn ạ. Cái này là kinh khủng đó. Waterbun nửa cây. Rồi Manaphy của mình hẹo rồi. Mình sẽ cho Greninja ra trận đi. Dùng Water Shuriken nha các bạn. Đó, cùng hợp thể lên Fury Greninja nào. À, wow, lâu lắm rồi mới thấy. Xíu đẹp luôn nha các bạn. Tiếp tục Water Shuriken nữa. Có chết nổi nó không ta? Ui, cấu được nó nửa cây à. Và nó cho em bố môn của mình hẹo luôn rồi. Mình sẽ dùng Articuno để mà đóng băng nó nha. Mày nè. Ngụm nó luôn các bạn ơi. Chưa kịp đóng băng nữa. Để mình sẽ sử dụng cái chiêu Blitzard này một lần nữa nha. Mày nè. Không được rồi. Xài Ashes thử đi. Chức mình. Ôi. Một máu. Ôi recover lại các bạn ơi. Nguy hiểm lắm. Có thể nó đánh mình đau đó. À nó xài chiêu không có gây sát thương. Sẵn tiện thì mình sẽ revive mấy em Pokemon của mình lại luôn nha. Như là Manaphy nè. Cũng như là con Articuno. Tại vì mình có hai viên đá revive cuối cùng à. Revive viên cuối nè. Cho Articuno nha các bạn. Khi dùng xong cái viên đá revive á thì nó sẽ hồi lại nửa cây máu cho Pokemon của chúng ta đó. Hyper Beam. Chơi mà đổi Pokemon. Chứ lầy vậy. Chức mình mày luôn nè. Đổi Pokemon hả? À nó không đánh mình được. Chức mình phát nữa nè. À cái con Dolphin hồi nãy các bạn ơi. Mày nè. Cãi ngứa ta hả? Ơi lần này chúng ta gặp con Gerlux các bạn à. Wow. Đánh cũng đau đó. Chức mình nó một phát nha. Chết quẹo nó luôn. Và cuối cùng chúng ta cũng đã giành được chiến thắng rồi. Và được cái Earthbed rồi nha các bạn. Được thêm một cái chiêu nữa đó chính là đào. Đó. Chiêu này lúc trước mình có xài cho em Zigget của mình đó. Rồi. Khi mà đánh xong hội quán thì chúng ta sẽ dùng Poké Heal nha. À, trong quá trình đánh thì mình không có dùng đâu. Ok. Thẳng tiện thì mình sẽ cho nó vào cái hộp đựng huy hiệu màu trắng này luôn nha. Đó, vậy là bây giờ chúng ta đã có được hai cái huy hiệu của hội quán hệ đất rồi nè. Ngon lành canh đao liên. Thì ở dưới hội quán hệ đất này các bạn, rất là xịn sò luôn nha. Khi mà đánh xong á, chúng ta có thể đào được những cái khoáng sản mà họ đã giấu ở đây nè. Đó, đào được. Có cả sapphire, nhôm và sắt nè. Để mình tìm coi còn gì nữa không. Than hả?
Obadiah được hóa thạch nè các bạn, cũng như là cái Firestone. Wow, hay vãi. Sắt, nhôm, hóa thạch. Ôi, đây là cái gì đây? Hình như là sinh tôn thì phải. Ôi, anh ơi. Xin lỗi anh ơi. Lỡ tay anh ơi. Mình sẽ lắp cái chỗ lava này lại nha các bạn. Mình đào cái cục này lên. Ô, đây là sinh tôn các bạn ơi. Quả đúng như mình dự đoán. Được có một mảnh thôi. Cũng được. Ok. Mình đã xong cái hội quán này rồi. Giờ thì mình sẽ tiến hành đi lên thôi nha. Hình như đây là cái lối ra nè. Họ có để cái bảng nữa các bạn. Lối ra. Ơ? Ra bằng kiểu gì? Ơ? Ơ? Ui, chú ra không được các bạn ơi. Ôi. Cởi Lucia là bay ra được thôi nha các bạn. Quá là cực khổ rồi. Ok, thì cuối cùng chúng ta cũng đã xong phần huy hiệu của hội quán hệ đất rồi nha. Mình sẽ tiến hành đánh luôn cái em boss Manetric ở đây luôn nha các bạn. Đứng ở đây canh me tôi hả? Nửa cây máu nó nha. Cho bớt cái tật canh me. Nó canh mình chung ra khỏi hội quán là nó thách đấu mình đó các bạn. Ôi. Sao mình không có gây mất máu được cho nó nè. Xài thử sai cho kết nha các bạn. Mày nè. Chết, quẹo luôn. Và nó cho mình một cái viên Red Candy. Quá là xịn xò. Coi thử nào. Lunala của mình đã đạt được cấp 93. Và kinh nghiệm nó cũng đã gần nửa cây rồi. Ôi, chắc mình sẽ để dành cái viên kẹo này đi. Tập ngày hôm nay rất là may mắn luôn các bạn ơi. Mình đã thu phục được em Legendary nữa. Đó chính là Hit Train nha. Wow, em này thì mình có thể cưỡi được luôn nè. Wow, cái thước này là cái thước lớn của nó đó các bạn. Wow, đi đã vãi chưởng luôn ạ. Quá là xịn sò luôn. Wow, xịn thiệt sự các bạn ơi. Đó, đây là Hit Train nha. Mình bắt nó ở dưới địa ngục đó. Ngoài ra thì chúng ta cũng đã có được hai cái huy hiệu của hội quán hệ đất luôn rồi. Đó chính là cái Wet Pet và cũng như là cái Earth Pet nha các bạn. Hai cái thôi. Ngoài ra thì Lunala của mình cũng đã đạt được cấp 94 rồi. Mình sẽ cho nó lên 4 cấp nữa luôn nha. Đó. Lên cấp 98. Quá là xịn sò luôn. Khi nào mà nó đạt cấp 100 thì mình sẽ cho nó kết hợp với lại Necroma vĩnh viễn luôn nha. Rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Ngoài ra các bạn đừng quên để lại bình luận ở bên dưới video này. Các bạn có thấy em Hit Train này có ngầu hay không thì nhớ comment cho mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.